Như vậy các bạn thấy là ý tưởng của mình là nhập vô từ số 0 đến số 9, thì nhập vô số nào thì nó chuyển sang cái chữ tương ứng và nó xuất ra. Đó, như vậy thầy sẽ viết một cái hàm con là chuyển số sang chữ. Và ở dưới chúng ta sẽ sử dụng lệnh if. Chú ý nha. Lúc đầu là sử dụng if long. Đó, sử dụng if long. Như vậy nếu mà chúng ta sử dụng if long thì chuyện gì xảy ra? Chuyển số sang chữ. Như vậy mình sẽ có ở đây một cái số, mình nhập vào một số nt số print nhập số. Nhập vào một số, sau đó scan phần trăm d phẩy và số. Rồi, nếu trường hợp nếu như số bằng bằng 0 thì xuất ra, thì mình khai báo ở trên này một cái chuỗi cha chữ. Rồi xuống đây mình sẽ gán chữ bằng 0. Chữ bằng 0. Rồi xuống đây mình xuất thử ra. Xuất ra phần trăm d xịt t phần trăm s. Như vậy mình sẽ xuất số và chữ. Rồi xem thử mình nhập vô số 0 nó xuất ra chữ 0 không. Mình gọi cái hàm này. Rồi chạy thử ha. Chuyển số thành chữ. Nhập vô số, mình nhập số 0. Rồi, chuyển ra được thành chữ 0. Tương tự như vậy, mình sẽ viết hết cho tất cả các số còn lại. Như vậy, chỗ này mình sẽ else if gì đây? Tương tự chỗ này. Đó. L if số bằng bằng 1. Rồi. Chữ bằng 1. Rồi tiếp tục. L if tiếp. L if số bằng 1. L if số bằng 2 thì đổi thành chữ 2. Số bằng 3 đổi thành chữ 3. Số bằng 4 đổi thành chữ 4. Số bằng 5 đổi thành chữ 5. Số bằng 6 đổi thành chữ 6. 7, 8, 9. Số bằng 7. Số bằng 8. Và số bằng 9. Rồi. Như vậy thì chúng ta sử dụng từ 0 đến 9 là 10 lựa chọn. Thì chúng ta cần đến 9 cái if. Cần đến 9 cái if. Đó. Như vậy ở chỗ này các bạn thấy là mình sử dụng if long khá là nhiều. Ví dụ như mình nhập số 7 thì nó cho ra cho mình là 7. Như vậy các bạn thấy là đoạn code của mình viết xong rồi. Nhưng mà
rất là nhìn nó rất là rối, eo íp liên tục, rồi ra eo íp liên tục thì nó cũng không có hay. Cho nên mình có thể viết lại cái đoạn này với cái cấu trúc của chúng ta không sử dụng íp, mà chúng ta sẽ sử dụng cấu trúc điều khiển ở dạng 6K. À, chúng ta sử dụng ở dạng 6K thì nó sẽ tương ứng với giá trị 1 thì sẽ làm gì, giá trị 2 thì sẽ làm gì. Thực ra cái 6K này của chúng ta nó là íp lồng nữa các bạn, nó là íp lồng chứ không có gì hết. À, như vậy thì chúng ta sẽ chuyển cái dạng íp này. Cái đoạn này có ai có thắc mắc gì không? Nếu như số bằng 0 thì gán chữ 0, còn 0 nếu số bằng 1 thì gán chữ 1, tương tự cho đến số 9. Có ai thấy khó khăn gì chỗ này không? Hello. Rồi, mấy bạn mà ngồi bên góc này hơi khó nhìn thì mình chuyển xuống dưới này nè, nó thẳng, nhìn tivi nó sẽ dễ hơn. Đó, ngồi sát bên góc nó hơi khó nhìn. Rồi, thầy sẽ viết lại chỗ này, cũng là chuyển số sang chữ, như thầy để là chữ new đi ha, hoặc là squid. Đó, mình đổi thành lệnh squid, dùng số sang chữ nhưng mà không có dùng if nữa, mà dùng squid. Rồi, ở dưới này, thầy sẽ viết dùng switch ha. Như vậy thì mình dùng switch này mình sử dụng như thế nào? Dùng như thế nào? Trước tiên cũng nhập số chữ, cái này cố định rồi, chúng ta xài lại. Cái thứ hai, khi chúng ta đã có số rồi, chúng ta dùng lệnh switch ở đây. Đó, số, mở đóng ngoặc. Cấu trúc của lại nó là như vậy. ITCH ha. Squid. Biểu thức. Rồi xuống dòng key hai chấm break. Chú ý chỗ này. Key. Key cái gì? Nếu số bằng 0 hai chấm. Đó là nếu đó. Nếu số bằng 0, mặc dầu chỗ này không có cái số nào chỗ này hết, nó chỉ để là nếu k không, nhưng mà mình đọc nguyên cả một cái cụm của cái switch này là gì? Nếu số bằng 0, hay mình gọi là lựa chọn giá trị của số nếu bằng 0 thì làm gì? Làm gì? Ví dụ mình gán chữ bằng 0. Rồi sau khi làm việc này xong thì break. Rồi, còn không, nếu số bằng 1, nếu số bằng 1, thì tương tự như vậy, cũng gán cái chữ bằng 1 và thoát. Và chúng ta có thể copy cái code này ra. Bằng 2, bằng 3, bốn năm sáu tiếp tục. Rồi 4 5 6 7 8 9 bằng 1, bằng 2, bằng 3, bằng 4, bằng 5, 6, 7,
8 9 Rồi. Như vậy thì chúng ta đã để có được cái thông tin. Còn không, nếu như các bạn sử dụng đến chữ default, tức là những giá trị còn lại, những giá trị còn lại, đó, thì chữ của chúng ta sẽ được gán, ví dụ như không phải số từ 0 đến 9. Ví dụ như vậy, không phải số từ 0 đến 9. Và cuối cùng của cái lệnh set này kết thúc thì chúng ta in cái này ra. Chúng ta sử dụng cái câu in giống như ở trên cho nó nhận. Rồi. Đó. Như vậy chúng ta có thể là sử dụng cái lệnh switch để viết các cái đối tượng của chúng ta. 0 1 2. Bây giờ chúng ta sẽ gọi cái hàm này để chạy thử với cái hàm mới của chúng ta. Chuyển số sang chữ với cái lệnh switch chạy. Ví dụ mình nhập số 8, nó cho ra 8. Ví dụ mình chạy lại, mình nhập số 11, enter, không phải số từ 0 đến 9. Đó. Và bất kỳ bạn nhập số nào mà không phải từ 0 đến 9 thì nó đều ra cái câu cuối cùng. Đều ra câu cuối cùng. Đó là chúng ta sử dụng lệnh shift key tạo ra sự lựa chọn. Rồi trong bài lab 3, thầy có yêu cầu các bạn tạo ra một cái menu. Tạo ra một cái menu để mà ráp các cái bài vô. Ráp các cái bài vô. Như vậy thì tí nữa thầy sẽ hướng dẫn cho các bạn tạo một cái menu luôn.